vùng đất trù phú nước tiếng của đồng bằng châu thổ, ruộng đồng bát ngát sản vật dồi dào, từ những cánh đồng múa trắng đến những vườn nhãn mênh mông, đất sông biển nối nhau tạo nên một miền thiên nhiên tươi đẹp. Kinh hoa Khmer không chỉ là nền tảng kiến tạo những giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế bền vững, đó còn là cội nguồn sức mạnh để những người con thành phố Bạc Liêu vượt qua mọi khó khăn thách thức, vun đắp cho đất mẹ thêm đẹp giàu.